Nước Mỹ đang phải hứng chịu những hình thái thời tiết khắc nghiệt khi mà các khu vực ở miền Đông, miền Bắc và miền Nam nước này đều đang phải đối mặt với những cơn mưa lớn và bão tuyết. 5 người đã thiệt mạng, hàng trăm nghìn người sống trong cảnh mất điện vì thời tiết khắc nghiệt này. Miền Đông nước Mỹ đang hứng chịu một cơn bão lớn, khiến khoảng hơn 800.000 hộ gia đình và doanh nghiệp tại 12 bang rơi vào cảnh mất điện. Thủy triều hôm nay lên cao bất thường, lên đến 2,7 mét. Ngoài ra đêm qua có gió lớn và tuyết tan. Ba thứ đó kết hợp đã gây ra một trận lũ lụt khá lớn. Ở một số tuyến đường phụ, mực nước ngập lên đến 60-90 cm. Những bang bị ảnh hưởng nhiều nhất là bang New York và Pennsylvania. Theo đánh giá của cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ, đây có thể sẽ là cơn bão gây lạnh nhất nước Mỹ kể từ tháng 12 năm 2022. Bão cũng hoành hành ở khu vực miền Nam nước Mỹ, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, nhiều cây cối gãy đổ và tốc mái. Trong khi đó, miền Trung nước Mỹ hứng chịu tình trạng tuyết rơi dày. Giới chức Mỹ cảnh báo, tuyết có thể gây ra lượng tuyết dày lên đến 1 mét trong khu vực. Bão tuyết đã khiến gần 10.000 chuyến bay bị hoãn hoặc bị hủy riêng trong ngày hôm qua. Các nhà khoa học đã tìm thấy khoảng 240.000 mảnh nhựa siêu nhỏ trong mỗi lít nước đóng chai, làm gia tăng lo ngại về những nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe của con người. Và theo kết quả nghiên cứu vừa công bố của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Mỹ, mỗi lít nước đóng chai của 3 thương hiệu hàng đầu thị trường có chứa từ 110.000 tới 370.000 mảnh nhựa siêu nhỏ. 90% trong số đó là hạt nhựa nano, còn lại là hạt vi nhựa. Loại nhựa xuất hiện nhiều nhất trong nước đóng chai là ni lông, nhiều khả năng đến từ các bộ lọc nhựa dùng để lọc nước, và nhựa polyethylene, telephthalate, nguyên liệu phổ biến trong sản xuất vỏ chai. Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ở giai đoạn đầu đã chỉ ra sự liên quan của hạt nhựa đối với các vấn đề về sức khỏe, như là bất thường về khả năng sinh sản và các vấn đề về dạ dày.